Hi, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với video mới nhất của mình. Ngày hôm nay thì tôi sẽ mang tới đây cho các bạn một cái video mà tôi chợt nhận ra tôi quên mất là tôi không làm. Thì mới đây thì cũng có một số anh khách ngỏ lời là muốn mua lại cái chiếc máy này, thì tôi mới lục trong cái kho của tôi ra, máy quá nó còn sót tầm 3 cây. Xe 1-2 cây, để lại 1 cây để trưng. Thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu tới tất cả các bạn một cái màn đập hộp, một cái chiếc máy mà nó kinh điển. Nó là một cái chiếc máy mà có lẽ là nó gây nghiện nhất nhì trong cái dòng BlackBerry. Và nó xứng đáng với một cái biệt hiệu, đó là chiếc máy thành công nhất trong lịch sử của BlackBerry. Đó là chiếc BlackBerry Bold 9900. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ không phải là một chiếc 9 bình thường, mà nó là một cái chiếc 99 brand new mà no camera. Và trước mặt các bạn đây là một cái chiếc máy BlackBerry 9900 của nhà mạng AT&T brand new no cam. Thì tôi điểm qua về cái chiếc máy no camera. Thì ngày xưa khi mà BlackBerry còn phát triển đến cái mức độ mà tầm ảnh hưởng của BlackBerry lan tỏa trên toàn thế giới, thì cái sức mạnh của họ nó được thể hiện ở những cái dòng điện thoại doanh nhân. Và có những công ty họ cần sự bảo mật và họ không dùng camera. Giống như bây giờ khi các bạn đi làm ở tập đoàn Samsung hay là những tập đoàn mà liên quan đến thực phẩm hay thiết bị y tế hay là những cái gì đó, thì họ bắt các bạn phải che các phần camera nó lại, đúng không? Thì ngày xưa nó cũng vậy, và hiện tại bây giờ ở các nước cần bảo mật nó cũng vậy. Thì ngày hôm nay tôi có ở đây một cái chiếc máy mà có lẽ là đến bây giờ khi mà các bạn tìm nó cũng sẽ khó. Và để sở hữu một cái chiếc máy này thì không phải là chuyện đơn giản. Các bạn phải có, ví dụ như các bạn ship từ ngày xưa thì may nhà nó có, hoặc bây giờ thì các bạn có thể mua lại. Ví dụ như các bạn mua lại của tôi thì tôi share cho các bạn. Chứ còn nếu bây giờ mà để săn, kể cả bây giờ trên trang mạng eBay của nước ngoài nó bán cũng hiếm nữa, chứ không phải là dễ để mua được con máy này. Mà cho dù nó có về đến Việt Nam thì cũng rất là lâu. Có khi ship từ Mỹ về bây giờ bay thì mất 12 ngày, 13 ngày hay là 15 ngày, hay thậm chí là 1 tháng. Đó, thì đây các bạn có thể ngắm nghía qua chiếc máy 9900. Ở trước thì AT&T nó hay có cái kiểu dán email lên đây, cái logo Everything Possible của AT&T BlackBerry 499, kết nối 4G của họ ghi ở đây. Bên này thì những cái họa tiết quen thuộc của AT&T thôi. Đó, đây chiếc máy AT&T, ví dụ công nghệ là 4G, Faster Browse, Mobile Hotspot này, Touchscreen này, Compose Personal Email. Đó, 1.2 GHz. Ok, logo của AT&T được khắc ở khắp nơi. Bây giờ tôi sẽ mở cho các bạn thấy nhé. Đây, đầu tiên là chúng ta vẫn có cái sự quen thuộc của nhà mạng AT&T. Welcome to AT&T đây. Thank you for purchase a BlackBerry Bold 9900. Đó, cái dòng chữ chào của AT&T nó luôn luôn gây cho một cái sự cuốn hút rất là cao. Thì các bạn lật cái phần này ra. Lật cái phần này ra. Thì chúng tôi có ở dưới. Các bạn sẽ lật phần này ra nhé. Các bạn sẽ có này. Riêng chiếc máy 9900 đầu camera nó không có bao da nha các bạn. Nó không có bao da nhé, để các bạn tránh nhầm lẫn. Máy có cam thì có bao da, nhưng mà máy no cam thì không có bao da. Đó, thì các bạn có này. Bạn có một cái cục sạc này. Một cái cục sạc. Một cái cọng cáp. Một cái tai nghe. Giấy tờ Quick Start. Quick Start của Bold 9900. Cái dấu hiệu của Snapdragon này, cái giấy tờ Quick Start ở đây, nằm hết ở đây. Chúng ta có một cái cục pin ZM1 new. Đó. Và chúng ta có một cái miếng lau màn hình. Thời trước thì BlackBerry nó làm rất là nhiều cái sự kỳ công, nó có cả miếng lau màn hình nữa. Đó. Thì đối với cái dòng này này, đối với cái dòng AT&T thì nó không có bao da. Đối với những cái loại no cam, nhưng mà đối với những cái chiếc máy no camera của Verizon á, thì nó lại có bao da, nhưng nó lại không có tai nghe. Đó. Mỗi một cái dòng nó có một cái sự đặc trưng riêng là như vậy. Thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu tới các bạn. Đây, một cái chiếc máy new. Đây, 9900 new. Tôi để cái phần này ra. 9900 new, các bạn nhìn này. Đó. Một cái chiếc máy 99 new. Đây, tôi sẽ cho các bạn được nhìn thấy để so sánh với một cái chiếc 9900 có camera. Các bạn chờ tôi một chút xíu. Đây, và tôi có ở đây để cho các bạn so sánh với cái chiếc máy có cam. Đây nhé. Đây là cái chiếc máy có camera này. Đây, đầu tiên là chúng ta so sánh cái mặt trước.
mặt trước thì gần như là giống nhau hết. Đây là so sánh các bạn, mặt trước thì giống nhau hết, không khác cái gì. Đó, mặt trước thì giống nhau y chang. Đó. Cái chiếc máy này tôi ship về chắc cũng phải tầm 6 năm. Đó, thì mặt trước thì y chang nhau, không có gì khác nhau. Nhưng phần sau thì nó có cái điều hay, đó là cái chiếc máy này này thì nó không camera. Đó, không có camera nhé. Phần này nó không có camera, nhìn nó lì hơn. Đây, phần này nó có camera. Thì cái chiếc máy này nó không có camera luôn. Đó, nó nhìn nó rất là lì. Cảm giác cái chiếc máy nó lì lợm mà nó rất là lạ lùng. Đây các bạn nhìn này, những cái chiếc máy mà nó có cam này đó. Đây có cam như này. Ông này thì một mình một góc trời. Đó, không hề có camera. Nên là tôi mới tiếc quá, nó mới không share. Nhưng mà dạo này thì cũng có rất là nhiều người xem YouTube của mình thì họ rất là thích. Cảm nhận là họ rất là thích thú. Thì họ đến với mình bằng một cái sự chân tình. Nên mình quyết định là mình sẽ share. Mình còn 3 cây share cho một anh khách. Một cây hoặc là 2 cây, giữ lại 1 cây để trưng bày trong tủ. Thì đấy các bạn có thể quan sát rất là đẹp. Đây này, cái bone 99 mà cái lúc mà nó chưa bị chày cái phần này này, nhìn nó rất là xịn nhé. Các bạn nhìn này, nó phần nhung này, nhung nó rất là xịn. Đây, phần nhung nó phủ nhung rất là xịn. Mặt lưng thì bằng carbon nhé. Đây, carbon nhìn nó rất là xịn sò. Và nó có cái gì đó nó rất là doanh nhân và nó nói chung là rất là đẹp. Thiết kế thì vẫn như mọi lần thôi, một cái màn hình rất là cân bằng, một bàn phím ở dưới, một cái bottom AT&T ở đây. Bên tay trái thì cũng chỉ có jack sạc và jack tai nghe trên đỉnh này, ở dưới này đẹp chưa, phần đọc này rất là đẹp. Bên tay phải chúng ta có tăng giảm âm lượng, phím cái phím chụp hình rất là tuyệt vời. Đó, thì nhìn chung cái chiếc máy này thì nó chức năng giống hệt như những cái chiếc 7.1 này thôi. Đây các bạn có thể quan sát này. Đây, có thể quan sát. Các bạn thấy chưa? Set up cái phần mà hình nền nó rất là đẹp. Nói chung là chơi điện thoại thì đến bây giờ thì tôi như các bạn đã nhận ra là smartphone thì chúng ta làm việc thì chúng ta khỏi phải bàn rồi. Chúng ta vẫn phải có smartphone để làm việc. Tuy nhiên chúng ta cần một cái chiếc máy khác để làm những ví dụ như là nghe gọi thuần thì BlackBerry nó vẫn quá là tuyệt vời. Đối với tôi thì BlackBerry nó giữ một cái vị trí độc tôn ở trong cái trái tim của tôi về cái phần nghe gọi quá là tuyệt vời. Không có gì để phải chê về BlackBerry. Tôi vẫn dùng tất cả những cái chiếc 99 để nghe gọi hàng ngày. Rất là sexy, rất là dễ thương và nó có một cái điều hay đó là các bạn nhìn này, này cầm nắm rất là chắc chắn ở trong cái lòng bàn tay. Đó, cầm nắm rất là chắc chắn. Mà tôi lại rất là thích cái màu đen. Màu đen nó rất là men, nó rất là men lì. Các bạn nhìn này, cầm này, cái cảm giác cầm nắm ở trong cái lòng bàn tay nó rất là sướng. Nó không có bị nó vượt quá cái cỡ tay. Đó. Theo tôi nghĩ thì cái dòng trong cái những cái đời BBOS và cái đời của BlackBerry 10 ấy, thì có lẽ là cái con này là một, cái con Q10 là hai và cái con Post Design này nè, con Post Design này nè là cầm là chắc chắn, tại vì nó vừa với cái lòng bàn tay của mình, nó vừa với cái lòng bàn tay. Nên khi mà các bạn cầm cảm giác nó rất là thoải mái, rất là đầm tay. Ví dụ như các bạn, tôi lấy ví dụ như các bạn đi đường mà các bạn rút cho các bạn nghe gọi mà cái chiếc máy nó quá to. Mặc dù tôi rất là thích cái chiếc Passport kia nhưng mà thực sự nó quá là to, rất là cồng kềnh. Và đối với những cái chiếc máy ví dụ như là những chiếc máy classic thì nó cũng gọi là chắc tay đấy, nhưng mà nó sẽ khá là to nên khi các bạn rút ra rút vào thì không được chắc chắn bằng cái chiếc mà nó nằm trong cái lòng bàn tay của các bạn. Đối với cái chiếc Porsche này nó còn hơi to, còn riêng đối với cái chiếc này thì các bạn nhìn này. Đây, các bạn nhìn nhá. Đây này, cái tay tôi thì cũng không gọi là quá to đâu, nhưng mà khi tôi cầm thế này thì nó lọt ở trong cái bàn tay mình luôn. Nên cầm nó rất là chắc. Nên khi các bạn di chuyển lại rút ra rút vào thì rất là chắc chắn. Mà cái việc mà các bạn ví dụ như các bạn xài trong cái bao da nữa thì nó vô cùng chắc chắn luôn. Về thì chỉ có kể cả các bạn rút ra, các bạn nghe, các bạn quăng lên trên bàn thì nó cũng rất là chắc chắn, tại vì nó có cái bao da nó đỡ cho các bạn rồi đó. Và cá nhân tôi thì các bạn thấy không, đấy các bạn thấy những cái chiếc máy của tôi luôn luôn xài bao da, tại vì các bạn là có cái bao da thì những cái chiếc máy nó có cái gì đó nó êm ái hơn, nó nuột nà hơn và nó có cái cảm giác của nó rất là chắc chắn, chứ nó không có bị trục trặc, không có bị lập khập. Đó là cái điều mà tôi muốn chia sẻ tới tất cả các bạn. Đấy, chúng ta cùng chiêm ngưỡng lại chiếc BlackBerry Bone 9009 hay là chiếc máy có mã hiệu là Dakota, chiếc máy mà thành công nhất trong cái lịch sử của nền tảng 7.1. Và đến bây giờ sau khi mà ra mắt năm 2011 thì tới tận bây giờ nó vẫn để lại một cái tình yêu vô bờ bến ở trong cái trái tim của những người chơi BlackBerry ở quốc tế cũng như ở Việt Nam, và đặc biệt là cá nhân tôi. Đây các bạn nhìn, tôi xài đến 3 con 9 rồi. Đây,
sản 3 con 99, sản 3 con Passport, một con 2 con Porsche, một con Lamborghini, một cái iPhone, hai cái Vertu nữa. Đó là tại vì tôi cái công việc của tôi nó quá nhiều, nó cần sự nghe gọi quá nhiều. Nên là tôi rất đam mê điện thoại và gần như tất cả mọi thứ điện thoại của tôi đều là BlackBerry. Đây là máy tôi xài đấy nhá, còn máy sưu tập thì nó nằm ở trên tủ kia. Đó thì tôi muốn truyền tải đến các bạn, đó một video mở hộp chiếc BlackBerry Bone 9900 no camera. Đây chúng ta cùng chiêm ngưỡng no camera này, rất là xịn sò. Đó, các bạn thấy chưa? Nắp lưng carbon này, viền thép này, sáng loáng. Đấy. Rất là xịn, rất xịn luôn. Cực kỳ xịn. Nói chung là tôi từ cái thời mà tôi xài 99 đến bây giờ chưa chê với con 99 này về cái gì cả. Còn cái vấn đề pin thì các bạn cứ thoải mái đi. Hết pin thì ta mua pin, hết thì ta sạc, không có gì phải sợ cả. Dùng hết pin ta lại sạc, hư pin ta lại mua. Nhưng mà tôi cam đoan với các bạn là các bạn xài con này thì ít nhất các bạn cũng phải dùng khoảng được 1 năm hay là 2 năm nó mới hư pin. Tại vì bọn Tây nó xài đến lúc mà nó ship về cho tôi nó dùng 5 năm mà nó còn chưa hư pin thì làm sao mà Việt Nam xài hư pin được. Miễn là các bạn đừng có xài xuyên ngày xuyên đêm, sạc xuyên ngày xuyên đêm mà được. Đó, quá là tuyệt vời. Mời các bạn đọc hộp chiếc BlackBerry 499. Và nếu các bạn đã xem lần đầu tiên, hãy ủng hộ tôi bằng cách subscribe kênh của tôi để tôi có thể làm nhiều video để truyền tải tới tất cả các bạn những video hữu ích cho tất cả những người chơi sưu tập. Và hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ nhiều hơn nữa từ các bạn. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video sắp tới. Xin cảm ơn.